Xin chào các bạn, chào mừng các bạn cùng quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Mình là Đạt. Mình là Nam. Vâng, thì như các bạn đã biết, để có một hệ thống hi-fi nghe nhạc chất lượng cao thì đầu tiên các bạn cần có đó là một nguồn nhạc chất lượng cao, và kèm với đó là rất nhiều những thiết bị để cho ra âm thanh tốt nhất, như là music server, đắc nghe nhạc, với đó là âm clean. Thì hôm nay đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm tích hợp tất cả tính năng đấy, đến từ cốc tai audio có mã là X35 và X14. Và bên cạnh đó, mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ đôi loa đến từ thương hiệu Calip có mã là Forte 3 và Hi-Fi 4 để có thể kết hợp của các chiếc âm thanh bên phải mình đây. Ok, để chi tiết đến từng sản phẩm, chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp video nhé. Vâng, như các bạn đã biết thì Cocktail Audio là một thương hiệu đến từ Lovatron, một công ty âm thanh nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Thì trước tiên, chiếc X35 của mình như các bạn có thể thấy ở đây có một phần thiết kế về ngoại hình khá là hiện đại, với phần màn hình hiển thị kích lớn lên tới 7 inch, hai phần núm điều chỉnh và các nút bấm được hoàn thiện với độ hoàn thiện cao. Còn chiếc X14 của anh Xanh thì sao, anh Đạt? Vâng, và chiếc X14 này thì với thiết kế khá là nhỏ gọn thôi, thì đương nhiên rồi, màn hình của nó chỉ được đến 5 inch. Và những cái nút bấm cũng như là núm vặn điều chỉnh thì được thiết kế khá là tỉ mỉ, hoàn thiện cao. Ở mặt sau thì sao? Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có các cổng kết nối. Ở đây chúng ta sẽ có các hai cổng USB, các đầu analog in và out, cổng ra của digital. Và hơn thế nữa thì chúng ta sẽ có hai cầu loa với công suất là 30W một kênh. Còn với X35 thì sao Nam? Liệu nó có bằng được chiếc X14 của tôi không nhỉ? Vâng. Thì về phần các cổng kết nối và phần mặt sau của chiếc X35 thì chiếc X35 cũng được trang bị hai cầu loa giống như chiếc X14, nhưng công suất cho mỗi kênh lên tới 100W, nghĩa là nó gấp hơn 3 lần so với chiếc X14 như anh Đạt có ở đây. Ngoài ra, chiếc X35 còn có hỗ trợ các cổng XNR mà chiếc X14 không có. Bên cạnh đấy thì chiếc X35 còn có cho phép chúng ta cái cổng digital này có thể xuất vào được, in vào được. Tiếp theo đó chính là X35 còn có thêm cổng follow hỗ trợ đầu đọc Ethan, và có thêm cả cổng HDMI cùng với USB audio out cho chúng ta có thể rip đĩa CD một cách dễ dàng. Rất tuyệt vời phải không ạ? Không những là bằng mà nó còn hơn rất là nhiều luôn ạ. Vâng, và với chiếc X14 này được trang bị chip dual core ARM Cortex A9 cho tốc độ xử lý lên đến 1 GB, phải không Nam? Vâng, và thêm một thông tin cho những bạn chưa biết thì ARM là một công ty chuyên thể thiết kế chip, những dòng chip cao cấp dành cho những chiếc smartphone như là Apple hay Huawei. Vâng, và với chiếc chip xử lý cao như vậy thì nó hoàn toàn có thể đọc những định dạng cao nhất âm thanh bây giờ một cách mượt mà và nhanh chóng. Và cũng nói luôn cho các bạn thì chiếc X14 này đọc được tất cả những cái định dạng âm thanh cao cấp nhất bây giờ như là DXD, DSD, WAV, vâng, vân vân. Để kèm với đó thì sản phẩm X14 này cũng kèm theo cả một hốc để chúng ta có thể cắm ổ cứng hỗ trợ lên đến 8T để các bạn có thể lưu trữ những dạng nhạc cao nhất và với dung lượng cao nhất bây giờ. Đúng là một sản phẩm nhỏ mà có võ. Nếu như chiếc X14 nhỏ mà có võ thì X35 của tôi đây đúng là một cao thủ võ lâm. Ngoài những điều mà X14 có thể làm được thì X35 còn làm được nhiều hơn thế. X35 có thể nghe được đài FM, có thể nghe được đĩa CD và rip đĩa cũng như là burn đĩa. Chiếc X35 của tôi đây có thể nghe được, giải mã được những cái phần mềm stream nhạc nổi tiếng hiện nay. Ngoài ra, X35 cũng có thể đọc được những ổ cứng lên tới 8T. Vâng, sau một thời gian khá là dài từ đầu video đến giờ, mình đã chịu lép vế so với bạn Nam so với sản phẩm X14. Thì ngay sau đây mình sẽ đến với sản phẩm to hơn, mạnh mẽ hơn, hầm hố hơn đến từ hãng Calip với model là Forte 3. Vâng, và sau một thời gian mình có vẻ như là vượt trội hơn so với anh Đạt với sản phẩm X35 đến từ thương hiệu Cocktail Audio, thì mình đã quay trở lại với một con loa đến từ thương hiệu Calip có model là Hi-Fi 4, có vẻ như là nhỏ gọn hơn và nhẹ nhàng. Vâng, và đến với thế hệ thứ tư của dòng loa Hi-Fi, Calip vẫn giữ nguyên một thiết kế vuông vức và cổ điển như thế hệ tiền nhiệm và những thế hệ đầu. Những điểm nổi trội nhất trên chiếc Hi-Fi thế hệ tư có thể kể đến, đầu tiên đó chính là loa mid. Như các bạn có thể thấy thì về cái phần màng loa mid trên phiên bản Hi-Fi 4 nó
nó khác biệt rất nhiều so với thế hệ tiền nhiệm Hexi 3. Đó là phần màng loa của loa mid, nó làm bằng chất liệu polymer. Còn loa của Hexi 3 nó làm bằng titanium. Còn một cái điểm khác biệt nữa trên dòng Hexi 4 đó chính là mặt sau, ở phía mặt sau của Hexi 4 thì nó có thêm một cái lỗ thoát hơi, hứa hẹn sẽ mang lại những giải bát sâu hơn và trầm hơn so với phiên bản tiền nhiệm Hexi 3. Một điểm nữa về mặt thiết kế đó chính là trên phiên bản Hexi 4 nhà thiết kế đã đặt thêm một cái miếng đế để có thể giúp loa nhích hướng về phía trước khoảng 25-30 độ, hướng đến tai người nghe nhiều hơn. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với loa Calip Forte 3. Thì được hãng Calip cho ra mắt đầu tiên vào năm 1985 với tên gọi là Calip Forte. Thì dòng loa này đã được giới audio đón nhận một cách nồng nhiệt với thiết kế cổ kính mang đậm chất châu Âu, cũng như là cho ra chất âm đầy đủ tròn trịa. Thì vào năm 2017, hãng đã giới thiệu lại dòng loa này với tên gọi khác là Forte 3. Với những chất liệu hoàn toàn mới, cách làm hoàn toàn mới thì dòng loa này đã nhanh chóng lấy lại vị thế của mình. Kích thước là loa 3 đường tiếng, loa chép, mid và bass. Bass chúng ta sẽ có kích thước là 30cm, loa trung chúng ta sẽ có là 4,5cm và loa chép là 2,54cm. Nó sẽ cho một cái âm thanh cho ra rất là tròn trịa. Và hơn thế nữa, ở phía sau chúng ta sẽ có một bass thụ động hỗ trợ cho âm trầm với đường kính là 40cm. Các bạn có thể thấy ở đây là kích thước của nó khá là to, với kích thước chiều cao là 91cm, chiều ngang là 41cm và chiều sâu là 33cm. Thì nó khá là to đúng không ạ? Cùng với đó là công suất của nó lên đến 100W. Nhưng chúng ta sẽ có một độ nhạy lên đến 99dB. Do vậy các bạn có thể sử dụng phối ghép với lại những cái âm ly đèn hoặc là âm ly có công suất nhỏ thôi, nhưng mà cũng sẽ cho âm thanh để kết hợp với cái loa này sẽ cho một âm thanh đầy đủ hơn và chi tiết nhất có thể. Và vừa rồi mình và Đạt đã giới thiệu đến tất cả các bạn 4 sản phẩm vừa mới cập bến của HD Radio. Nếu các bạn quan tâm và muốn trải nghiệm, hãy đến các showroom của HD Radio hoặc là trên cửa trang web hdradio.vn, hoặc gọi điện số hotline 1800-0012 để giải đáp thắc mắc của các bạn. Không được quên like, subscribe kênh YouTube của chúng tôi để có những video thú vị sắp tới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.